trong khi mà dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng về việc một phụ nữ đầu độc bếp ăn của một trường phổ thông ở tỉnh Sơn La chỉ vì bị cắt hợp đồng cung cấp suất ăn, thì mới đây, bữa ăn trị giá 800.000 của các tài năng trẻ bóng bàn quốc gia lại gây sửng sốt với mức độ sơ sài, đạm bạc. Kiểm soát chất lượng và giá thành suất ăn, đặc biệt là các suất ăn của các em học sinh đang ở độ tuổi tuổi ăn tuổi lớn là vấn đề đang được hết sức quan tâm. Và đó cũng chính là chủ đề của chuyện trong tuần ngày hôm nay. Một bịch xôi gấp, một chai nước là bữa ăn trị giá 100.000 đồng của mỗi vận động viên tuyển trẻ bóng bàn quốc gia. Còn đây là suất ăn 800.000 cho 8 người với 8 quả trứng, 1 con cá rô, 1 đĩa thịt rang và 2 món rau. Trong khi sự việc còn đang được cơ quan chức năng xác minh, thì ở Sơn La, một người phụ nữ vì bị cắt hợp đồng cung cấp suất ăn cho học sinh đã cả gan đầu độc bếp ăn của nhà trường. Điều đáng nói là đối tượng thụ hưởng của suất ăn đó đều đang ở độ tuổi thiếu niên và đều không được phép tự lựa chọn ăn ở đâu và do ai nấu. Thưa quý vị, hai vụ việc vừa nêu trên chỉ là những vụ việc mới nhất trong rất nhiều vụ việc liên quan tới suất ăn cho các em, các cháu thiếu niên, những người đang tuổi ăn, tuổi lớn. Vậy cần làm gì để kiểm soát chất lượng suất ăn nấu sẵn cho học sinh? Và ai sẽ phải chịu trách nhiệm khi xảy ra tình trạng suất ăn không bảo đảm chất lượng? Mời quý vị cùng chúng tôi trao đổi với Đại tá Nguyễn Minh Tâm, Nguyên Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và Tư liệu Giáo khoa, Học viện Chính trị Công an Nhân dân. Trước hết xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình của Truyền hình Nhân dân. Thưa ông, vụ việc suất ăn 800.000 đồng của các vận động viên tuyển trẻ quốc gia môn bóng bàn hay vụ đầu độc học sinh chỉ vì bị cắt hợp đồng cung cấp suất ăn chỉ là hai trong số rất nhiều vụ việc liên quan tới suất ăn xảy ra trong vài năm trở lại đây. Phải chăng việc kiểm soát chất lượng và giá thành các suất nấu ăn sẵn đang có vấn đề, thưa ông? Tôi muốn nói cái lỗ hổng này bắt đầu là từ pháp lý đây. Như 10 cái vấn đề về an toàn thực phẩm, ví dụ như đây là sản xuất ban đầu nhỏ lẻ mà người ta đặt vấn đề là không phải cấp cái chứng nhận. Thế thì với 10 cái trường hợp không cấp cái giấy chứng nhận này thì đã gây ra rất nhiều khó khăn cho các cái cơ quan quản lý. Đấy là một cái điểm. Thứ hai là về vấn đề quản lý. Các nhà quản lý thì làm việc theo cái lối là cứ xuân thu nhị kỳ, đi kiểm tra, đi test. Trước khi đi test thì kiểm tra thì là thông báo trước và chúng tôi sẽ kiểm tra. Thế thì những ngày hôm đấy thì trời quang mây tạnh, không có vấn đề gì cả. Thế nhưng mà cái gì diễn biến ở đằng sau đi, khi mà đoàn kiểm tra đã đi rồi ấy, thì nó lại hoàn toàn khác. Cả hai vụ việc đều liên quan tới các em ở độ tuổi thiếu niên, độ tuổi đang phát triển thể chất. Và ở Việt Nam hiện nay hiện có khoảng 23 triệu học sinh phổ thông. Đa số các em là phải ăn ít nhất một bữa ăn một ngày tại trường. Hiện tại, ai đang chịu trách nhiệm về chất lượng của những bữa ăn đó, thưa ông? Tôi có thể thấy là thứ nhất là các nhà lập pháp phải làm sao chặt hơn nữa, quy định những cái điều mà người ta không thể nào làm trái hoặc là diễn giải theo cách khác. Thứ hai là các nhà quản lý, các nhà tổ chức. Các anh phải vào cuộc, chứ các anh không thể ngồi một chỗ mà các anh chỉ đạo, các anh bảo là phải thế này, phải thế kia, nhưng cuối cùng người ta không phải thì ông cũng không làm gì được. Và cuối cùng là chính cái người mà làm việc trực tiếp với các cháu, những người trực tiếp chăm sóc với các cháu, từ thầy cô giáo cho đến các người cấp dưỡng. Khẩu hiệu nêu lên thì vẫn là phải coi các cháu như là con em mình. Đương nhiên thì là như thế thôi, nhưng vấn đề là ở chỗ là thái độ không thì chưa đủ. Vấn đề là phải hành động thực tế. Ngay cả đi cung cấp thực phẩm cũng vậy. Tôi xin nói thẳng trách nhiệm của các hiệu trưởng của các trường. Thì cứ ngồi đấy, chỉ tay bảo là mua chỗ này, mua chỗ kia. Thậm chí không mua đúng chỗ thì ông ấy còn mắng nữa cơ. Thế nhưng vấn đề nó nằm ở cái chỗ là cái chỗ đấy có ông có bảo đảm được không? Trẻ em là tương lai của đất nước. Việc bảo đảm dinh dưỡng là rất quan trọng. Vậy phải làm gì để ngăn chặn, triệt tiêu lối tư duy trục lợi, đặt lợi ích cá nhân lên trên tất cả, thưa ông? Để ngăn chặn những cái hành vi mà trục lợi trên sức khỏe của các cháu như thế này thì tôi thấy có 3 vấn đề cần làm. Vấn đề thứ nhất là phải tăng cường quản lý. Không có gì khác cả, các nhà quản lý phải vào cuộc, thậm chí xử một vài trường hợp điển hình, cá thể hóa nguyên nhân phạm tội, cá thể hóa cái hành vi phạm tội, chứ không thể nói chung chung là sẽ thế này, sẽ thế kia. Thế nhưng cuối cùng thì chẳng ai chịu trách nhiệm cả. Và thứ ba là cả hệ thống chính trị phải vào. Bởi vì đây nó là vấn đề tương lai của dân tộc, chứ không phải là của riêng nhà anh, nhà tôi, hay là của nhà chị kia, hoặc là của dân chỗ này, chỗ kia. Mà đây nó là vấn đề chung, vấn đề xã hội. Thế nên cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình hôm nay. Thưa quý vị, việc tổ chức suất ăn tập thể cho học sinh, cho thanh thiếu niên là yêu cầu bắt buộc hiện nay.
nhưng từ đó cũng phát sinh rủi ro suất ăn không bảo đảm chất lượng, không tương xứng với số tiền mà phụ huynh hay ngân sách đã bỏ ra. Đã đến lúc cần kiểm soát chặt chẽ hơn nữa việc cung cấp suất ăn cho các em, quy trách nhiệm cá nhân rõ ràng và mạnh tay xử lý những trường hợp lợi dụng việc cung cấp suất ăn để thu lợi bất chính.